Xin chào, bóp chai kỳ duyên của mình hôm nay là quay trở lại. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn một món mắm chai. Và ở đây là mình chiên lên chứ không phải là mình kho. Một món mắm là kho cà là một món riêng nữa. Còn đặc biệt hôm nay là món mắm chiên với đậu hũ tươi. Trước tiên là đậu hũ tươi mình bóp ra. Mình bóp đậu hũ cho nó tươi ra. Nó tươi ra gì? Nhuyễn. Đây là mắm và đây là đậu hũ tươi. Mình cho dầu vào chảo, nóng lên. Cho tỏi vào. Thử. Mình xào tỏi với dầu cho nó vàng lên. Và tiếp theo là mình cho đậu hũ mình đã bóp ra. Đây là một món mắm chay mình sáng kiến lên, mình chế biến ra để mà mình ăn chay hàng ngày trong gia đình của mình, dành đặc biệt cho món ăn chay của gia đình. Nếu các bạn nào ăn chay mà muốn thử món mắm này rất là đặc biệt, thích ăn đồ chay thì thử món mắm này đi, ngon tuyệt vời. Bởi vì nó là mắm cho nên mình có thể nêm hơi nhiều đường một chút nha các bạn. Ở trong mắm này người ta làm rất là mặn, tại vì thường thường món mắm lúc nào nó cũng mặn hết á, cho nên đường là chủ yếu. Đường là món mình nêm hơi nhiều vào trong mắm. Mình cho đường vào đậu hũ. Tiếp đó là bột ngọt. Đường và bột ngọt hơi nhiều. Hạt tiêu xay nhuyễn ra. Rồi cuối cùng mình cho mắm vào. Với cái hương vị mắm chiên này á, thì là cái người ăn chay á, mà lâu năm hay hoặc là người thỉnh thoảng lần đầu ăn chay thì ai người ta cũng thích cái món này hết. Mình đã làm cho mọi người cùng nếm thử, tất cả đều hài lòng và thích với cái món mắm chay của mình. Sau khi mình để đậu hũ nêm nếm tất cả những cái gia vị cần thiết vào đây rồi thì bây giờ mình đã bắt đầu mình trộn mắm lên rồi mình hòa quện cho nó đều ra. Mình xào rồi mình làm cho nó, mình tán cho nó đều ra cùng với đậu hũ mà mình đã bóp. Rồi sau đó thì mình sẽ dặn lửa nhỏ lại. Lửa nhỏ vừa thôi chứ không phải là quá nhỏ. Bởi vì khi trên cái món chiên này á, thì mình sẽ để nó hơi lâu một chút. Khi để hơi lâu thì mắm nó từ từ nó vàng lên. Rồi nó vàng và nó ráo nước. Tại vì trong đậu hũ tươi nó sẽ ra nước, nó hơi ướt, cho nên mình để lửa nhỏ như thế này thì nó vừa ráo đậu hũ tươi mà nó vừa vàng mắm nữa. Thì mình sẽ làm như vậy trong vòng nửa tiếng. Mình sẽ để lửa nhỏ trong vòng nửa tiếng, thỉnh thoảng mình sẽ xào lên. Rồi sau khi món mắm mình xào được khoảng 15-20 phút, 30 phút cũng được. Mình xào lửa nhỏ thì mình sẽ xào 30 phút. Bây giờ là mình làm lửa hơi lớn. Là khâu cuối cùng là mình sẽ để hành vô. Để hành vô xong rồi mình xào hành cho nó đều lên. Có thể gắp một chút tiêu vô thêm. Bởi vì hương vị tiêu nó cũng làm tăng cái khẩu vị trong món mắm chiên của mình. Rồi mình xào cái mắm nó ráo lại rất là ngon. Hôm nay mình đã hoàn thành món mắm chiên chay cùng với đậu hũ tươi xong. Mời mọi người cùng thưởng thức. Và đây là rau. Món rau mình sẽ ăn kèm với mắm chiên là gồm có đậu rồng, bắp cải, tim, dưa leo hoặc là chuối ngự sống gì đó, tùy thích của mỗi người. Mình thích ăn cái gì cũng được. Nhưng mà đặc biệt là đậu rồng chấm với mắm này rất là ngon. Đậu rồng rất là hợp với cái món mắm chay chiên này của ngày hôm nay.